Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin Ai lấn chiếm vỉa hè Sài Gòn của người quan sát được trích dẫn từ báo kalitoday. Cứ tưởng vỉa hè thuộc về người đi bộ, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Theo một phóng sự điều tra mới đây của phóng viên báo Người Lao Động, cho thấy 48 bãi giữ xe nằm ở các vỉa hè đắc địa, đều do các phòng ban của Ủy ban Nhân dân quận Nhất đứng tên. Theo kết quả điều tra được tiến hành trong suốt hơn một tháng trời, báo Người Lao Động đã phanh phui ra rằng lấn chiếm tận thu vỉa hè để làm bãi giữ xe, chiếm lòng lề đường không phải là những người dân nghèo khổ lương thiện, mà đó là những phòng ban trực thuộc chính quyền quận Nhất. Những phòng ban này đã được sự ưu ái của chính quyền cho đứng tên trên những lô vỉa hè được mệnh danh là đất vàng, tận dụng nó để làm bãi giữ xe thu không biết bao nhiêu là tiền. Trong số các bãi giữ xe này, có những chỗ đã hết giấy phép sử dụng một phần vỉa hè để thu phí, nhưng cứ tiếp tục hoạt động. Công việc kinh doanh này không gặp bất cứ trở ngại nào từ chính quyền. Các cơ sở giữ xe không bị công an hay lực lượng trật tự đô thị đến làm khó. Theo phản ảnh của báo Người Lao Động, trên đường Nguyễn Du có 3 bãi giữ xe giấy phép đã hết hạn. Trong số đó, có một bãi do Hội Cựu Chiến binh quận Nhất. Gần bên đó là bãi giữ xe đối diện cổng Bệnh viện Nhi Đồng 2, do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Nhất đứng tên. Cách đó 30 mét là bãi giữ xe do Phòng Tài chính quận Nhất đứng tên. Tất cả những bãi giữ xe này, giấy phép đều đã hết hạn, nhưng vẫn tiếp tục thu tiền vì món lợi mang về quá lớn. Chính quyền ưu ái cho các phòng ban thì chắc chắn phải bắt chẹt người dân. Chỉ tính từ tháng 6 năm 2017 cho đến nay, đã có hơn 700 bộ hồ sơ liên quan đến việc gia hạn, cấp mới các bãi giữ xe có thu phí và không thu phí trên vỉa hè của người dân bị chính quyền quận Nhất ngâm. Các bãi giữ xe trên vỉa hè chỉ được ưu ái cho phòng ban của chính quyền hoặc cho người nhà của các cán bộ lãnh đạo. Ngay sau khi bài báo phản ánh việc chính quyền tiếp tay cho việc lấn chiếm vỉa hè được đăng tải, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phải rà soát lại hoạt động của các bãi giữ xe trên địa bàn quận Nhất. Theo chính quyền, việc giữ xe trên vỉa hè lan tràn tại quận Nhất cần được phải chấm dứt ngay trong quý 1 năm 2018. Trừ những nơi thật sự cần thiết giữ xe, có thể giao cho thanh niên xung phong tổ chức thực hiện. Nếu là doanh nghiệp xin giữ miễn phí thì quận có thể cho phép tạm giữ. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nêu rõ. Còn đối với 48 bãi giữ xe nằm trong khu đất vàng do các phòng ban đứng tên, chính quyền thành phố yêu cầu chính quyền quận Nhất phải thanh tra để báo lên trên. Trước đó, vào ngày 8 tháng Giêng năm 2018, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận Nhất, đã bất ngờ nộp đơn xin từ chức. Lý do mà ông Hải đưa ra là đã không thực hiện được lời hứa trước nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng trong việc dẹp bỏ các bãi giữ xe lấn chiếm vỉa hè, lập lại kỷ cương. Trong lá đơn từ chức, ông Hải thừa nhận rằng việc ông quá năng nổ, nhiệt thành dẹp bỏ lấn chiếm vỉa hè đã động chạm đến lợi ích rất to lớn hàng ngàn tỷ của các chủ bãi xe
ô tô gắn máy, mà những ông chủ của các bãi giữ xe hơi, xe gắn máy đều là người nhà của các quan chức lãnh đạo quận nhất. Còn không thì đó cũng là các bãi giữ xe của phòng ban. Chính vì những việc làm năng nổ mà ông Hải đã bị chính các đồng chí của mình không hài lòng, do động chạm đến nồi cơm. Từ những nguồn tin mà chúng tôi có được cho biết rằng ông Đoàn Ngọc Hải chẳng phải tự dưng lại trở thành lãnh đạo biết giữ lời hứa, cởi áo từ quan sau khi không thực hiện đúng lời nói của mình, mà chẳng qua là vì trong quá trình giải cứu vỉa hè, đòi lập lại trật tự, việc làm của ông đã động chạm đến nồi cơm của rất nhiều nhà lãnh đạo tại nơi đây. Do đó, trong cuộc họp gần đây, ông Hải đã bị bỏ phiếu tín nhiệm. Số phiếu dành cho ông quá thấp, nên ban chấp hành quận nhất yêu cầu phải kiểm điểm sai phạm, đề nghị rời khỏi ban lãnh đạo quận nhất để được bố trí vào công việc khác. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có phòng ban nào chịu nhận ông Hải. Bí quá, ông đành phải viết đơn từ chức để tạo dư luận hòng còn giữ được chút thanh danh khi đã bị đồng chí loại khỏi cuộc chơi. Quý vị vừa theo dõi bài viết Ai lấn chiếm vỉa hè Sài Gòn của người quan sát, được trích dẫn từ báo Cali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận. Cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình calitoday.com. Kính thưa quý vị, tiết mục Chính sự Việt Nam được sự bảo trợ của công ty An Hạnh, một công ty chuyên phân phối sản phẩm dược thảo, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng với giá rẻ và hàng tốt cho tất cả các gia đình người Việt trên đất Mỹ và các quốc gia khác. Quý vị có thể vào trang mạng congtyanhanh.com để tham khảo. Hiện nay chúng tôi cần nhiều đại lý bán hàng khắp nơi. Quý vị có sẵn tiệm, muốn tăng nguồn hàng để bán, muốn tăng khách hàng cho cửa tiệm quý vị và đặc biệt là muốn tăng cho doanh thu và thu nhập của quý vị, thì xin liên lạc với công ty An Hạnh để làm đại lý tại các địa phương. Xin gọi số 408-482-6527, 408-482-6527, hay quý vị cũng có thể email về info@congtyanhanh.com, info@congtyanhanh.com. Happy Holidays, Telethon kính mời quý khách tham dự Christmas Expo, triển lãm và đại hạ giá nhiều sản phẩm mới lạ. Nệm Lamborghini Silverstone, nệm thiên nhiên Maniflex LV Style 100% made in Italy, được tặng túi sách Louis Vuitton chánh hiệu. Ghế massage Fuji Medic made in Japan 2018, kỹ thuật 4D L-Track Hot Stone Messenger rất độc đáo, chỉ có tại Telethon, giá 10.000, sale $6,498. Bàn ăn mặt đá thiên nhiên kiểu mới sang đẹp, sofa da 100% made in Italy, 50% off chỉ 2.999 đồng. Inada Dreamway Massage Chair làm tại Nhật tốt nhất thế giới, chỉ 188 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời. Nệm lông cừu lạc đà bơm ngựa Mediflex Italy 188 đồng một tháng, free delivery đến hầu hết các tiểu bang. Christmas Expo, nệm Lamborghini Silverstone, nệm Maniflex LV Star 40% off, tặng túi sách LV chánh hiệu, kem nghĩa cao cấp Omi mua 5 tặng 1, Victoria Luxury Sport Chair bớt 300 đồng, tặng ghế thợ. Teletron San Jose 1462 Monterey góc Alma, 408-297-8999, 408-297-8999. Kính thưa quý vị, tiết mục Chính sự Việt Nam được sự bảo trợ của công ty An Hạnh, một công ty chuyên phân phối sản phẩm dược thảo, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng với giá rẻ và hàng tốt cho tất cả các gia đình người Việt trên đất Mỹ và các quốc gia khác. Quý vị có thể vào trang mạng congtyanhanh.com để tham khảo.
Hiện nay chúng tôi cần nhiều đại lý bán hàng khắp nơi. Quý vị có sẵn tiệm, muốn tăng nguồn hàng để bán, muốn tăng khách hàng cho cửa tiệm quý vị, và đặc biệt là muốn tăng cho doanh thu và thu nhập của quý vị, thì xin liên lạc với công ty An Hạnh để làm đại lý tại các địa phương. Xin gọi số 408-482-6527, 408-482-6527. Hay quý vị cũng có thể email về info@công ty an hạnh.com, info@công ty an hạnh.com.